Nó nái với con sản phẩm là con gà hộp 6 con á các bạn. Rồi, bắt đầu chúng khi nó chạy thì sẽ đẻ cái trứng ra. Mình chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ và review cho anh chị xem thêm một cái mẫu nữa, đó là mẫu con gà đẻ trứng ha. Thì hôm trước em có làm một cái video mà nói về con gà đẻ trứng rồi, đó là con gà đẻ trứng mà có hộp 6 con. Thì cái chức năng chơi nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái hộp mẫu gà đẻ trứng là cái mẫu hộp nha anh chị và các bạn. Rồi, thì trước khi vào chi tiết về cái sản phẩm ấy, thì em đã cho anh chị xem những cái mã số ha. Cái mã số này của sản phẩm là NO20259 anh chị và các bạn. Đó thì anh chị các bạn có thể cập nhật ha. Thì ở trên cái hộp nó cũng có hướng dẫn về cách chơi và cách sử dụng nè. Thì anh chị cứ mua về nên chị lắp pin vào thì con thì bật công tắc lên sản phẩm nó chạy thôi. Đó. Thì sản phẩm nó có hai màu, một là màu trắng nè, hai là cái màu vàng anh chị và các bạn. Đó, trên cái hộp nó cũng đã thể hiện chi tiết rồi. Thì để chi tiết hơn thì em sẽ đi sâu vào sản phẩm ha. Rồi, em sẽ khui hộp này ra. Rồi, em sẽ khui cái hộp này ra cho anh chị xem ha. Lấy sản phẩm ra. Đó, thì khi anh chị lấy sản phẩm này ra thì bên trong nó sẽ có cái gì? Trứng. Nó có ba cái trứng ha. Rồi, cái hộp em để riêng bên ha, để cho cái màn hình nó dễ dàng hơn. Đây thì đây có ba cái trứng, thì anh chị sẽ lắp ba trứng này anh chị để đâu, anh chị để vào đây nè, ha, để vào đây thì chúng ta đóng lại. Thì cái sản phẩm dưới này nó dùng gì? Ở đây nó có nắp đậy nè anh chị, các bạn tháo nắp đậy này ra ha, tháo nắp đậy ra. Thì cái sản phẩm này dưới này nó có ba viên pin, chúng ta tháo này ra lắp ba viên pin, 1, 2, 3 viên pin ha. Thì sẽ lắp ba viên pin vào cho anh chị các bạn xem luôn đó, rồi bật lên cho anh chị xem, nếu cảm thấy đẹp thì anh chị lấy về bán ha. Rồi chúng ta để nắp lại ha. Thì khi sản phẩm nó sẽ chạy thì nó phát ra nhạc, nên anh chị các bạn xem chi tiết chị một quận nè. À, cái mã số này nãy em cho coi gọi ha, NO20259 ha. Rồi bây giờ em sẽ cho sản phẩm này hoạt động ha. Thì để nó đơn giản hơn thì em sẽ lấy cái mâm để cho nó chạy nó đỡ bị gầu ghề hơn ha. Em sẽ bật tắt lên nè. Đó, thì sản phẩm nó sẽ chạy. Thì nó sẽ chạy, nó kêu nhạc ha. Khi nó chạy thì sẽ đẻ cái trứng ra. Đẻ ra 3 trứng nha anh chị và các bạn. Khi nó đẻ ra 3 trứng rồi thì chúng ta bắt vào, chúng ta lấy 3 trứng này ta bỏ vào trên lưng của con gà, rồi tiếp tục con gà sẽ đẻ. Thế là nó hết 3 trứng nè anh chị và các bạn. Rồi, bắt đầu chúng ta tắt. Chúng ta tắt cũng được mà chúng ta để cũng được ha. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta bỏ 3 cái trứng này vào. Bỏ 3 trứng này vào ha, trên lưng. Rồi, chúng ta bật tắt lên, chút nữa chúng ta chờ tiếp. Đó, thì khi sản phẩm nó chạy nó gì các bạn, thì hết pin thì chúng ta mua pin chúng ta thay thôi. Pin thì anh chị và các bạn có thể đến tạp hóa, cửa hàng ở đâu cũng chị cần mua cũng được. Bên thuộc chị bên tiểu ha, bên con ó ha, ó vàng ó đỏ cũng được. Sản phẩm này nó cũng na ná với con sản phẩm là con gà hộp 6 con á. Hôm trước em có làm rồi đó, một hộp nó 6 con, nhưng mà cái này một hộp chỉ có một con thôi, loại to hơn xíu ha. Còn kích thước sản phẩm như thế nào thì anh chị và các bạn có thể lên cập nhật website của em ha. Website em có để dưới phần mô tả, anh chị và các bạn bấm vào cái link dưới website ấy, rồi anh chị sẽ xem được chi tiết về sản phẩm hơn, về kích thước cũng như là cái giá thành sản phẩm ha. Rồi cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một sản phẩm mới ha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye.